Người Việt chúng ta thường có thói quen là tự ý ra nhà thuốc và mua thuốc điều trị bệnh. Điều này lại càng nguy hiểm hơn với trẻ nhỏ khi mà dùng thuốc mà không có chỉ định của bác sĩ. Đến khi mà trẻ bị nhập viện cấp cứu nhưng lại bị kháng thuốc đã khiến cho các bác sĩ phải đau đầu tìm cách cứu chữa. Nhiều trường hợp đã xảy ra tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố Hồ Chí Minh. Phải thở máy liên tục. Hơn một tháng nay, chị Âu luôn túc trực ngoài phòng cấp cứu, kỳ vọng con trai mình sớm tự thở và hồi phục. Nhưng vì bé bị kháng thuốc nên sức khỏe vẫn chưa tiến triển tốt. Nếu như mà không kháng thuốc thì tình trạng em bé nó sẽ tiến triển đỡ hơn. Lần này thì em bé nó kháng thuốc, hầu như là tất cả các loại kháng sinh nó đều kháng thuốc hết. Và có một điều nữa là có những bé nằm ở đây lâu đến nó mình xài tất cả các loại kháng sinh mà hầu như đều kháng hết. Cứ bị ho sổ mũi đồ hoài à, tháng thì chắc uống thuốc chắc cũng 9-10 ngày á. Tại những khu khám bệnh như thế này thì nhiều phụ huynh cho chúng tôi biết là những bệnh thông thường như là ho, cảm, sổ mũi thì các bậc phụ huynh thường ra ngoài tiệm mua thuốc cho trẻ uống trước khi đưa đến các bác sĩ khám. Thì thấy ho thì mới tưởng thường người dân gian thì mua thuốc cho uống rồi 1-2 ngày không hết mới đi đến bác sĩ. Tỷ lệ trẻ em bị kháng kháng sinh ngày càng gia tăng. Một thống kê của Bệnh viện Nhi Trung ương mới đây cho thấy có đến 30% bệnh nhi đến bệnh viện đã có vi khuẩn kháng thuốc. Có những trường hợp mình cấy ra thì mình nhìn qua nhìn lại nhìn nhau thôi. Tại vì trên cái kết quả kháng sinh đồ đó không còn cái thuốc nào để chữa. Mình phải bất lực và không phải là mình bỏ bệnh nhân luôn. Mình phải kiếm cách để mình phối hợp lại thì lúc đó thì tốn kém rất là nhiều. Nếu không kiểm soát tình trạng sử dụng kháng sinh bừa bãi, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo bệnh nhi chỉ bệnh thông thường nhưng có thể tử vong vì kháng thuốc là điều có thể thấy trước. Thể tự nhiên có trong sữa non giúp nâng cao hệ miễn dịch, bổ sung 1.000mg canxi trong mỗi khẩu phần giúp cải thiện những vấn đề về xương khớp, nâng cao hệ tiêu hóa khi bổ sung hàng tỷ probiotic cung cấp vitamin và khoáng chất đầy đủ cho cơ thể. Alpha Lipid Lifeline là sản phẩm giàu dinh dưỡng rất được ưa chuộng tại Việt Nam và được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm vàng về sức khỏe cộng đồng năm 2015. Những giải thưởng, danh hiệu đầy vinh quang mà New Image được trao tặng là minh chứng đánh giá khách quan nhất mà New Image Việt Nam đạt được trên sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.